thất bại đấy các bạn ạ. Hệ thống nước tưới tự động ấy các bạn. Bây giờ là mình sẽ lấy tất cả hệ thống này và tháo hết đà này ra nha các bạn. Đấy, tốn bao nhiêu tiền đấy các bạn ạ. Đấy, thất bại rồi. Đây, tất cả anh em sẽ tháo hết ống ra nha các bạn. Và ống này thì mình sẽ lấy ra và sẽ làm đường ống cho ngô với gì cũng được nha các bạn. Thôi, như này là quá ok rồi nha các bạn. Đấy, như này là quá là tuyệt vời rồi. Áp dụng vào nước nhỏ giọt cũng được. Đấy, không phải là phun sương phun mưa nữa nha các bạn. Đây, cái này này, cái nào mà cũng như cái này là tuyệt vời các bạn này. Ok, hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Video hôm nay cũng rất là buồn, đó là thất bại đấy các bạn ạ. Hệ thống nước tưới tự động ấy các bạn. Bây giờ là mình sẽ lấy tất cả hệ thống này và tháo hết đà này ra nha các bạn. Đấy, tốn bao nhiêu tiền đấy các bạn ạ. Đấy, thất bại rồi. Thất bại là lý do là các bạn nhìn thấy ống này nhá. Ống này. Ống thì chảy rất là ngon lành rồi, nhưng mà mình nghĩ là cái ống này ấy, thì nó cũng không đảm bảo được lâu bền đâu nha các bạn. Ống này này, khi mà nắng như này đấy, nó sẽ teo ống này, nó quăn ống này là hỏng hệ thống nước luôn. Và thứ hai là cái ống nguồn đấy các bạn, ống nguồn 76 ấy đấy, nó không có đồ. Mình đi kiếm khắp nơi rồi, ở thành phố rồi mua đồ thì cái ống 76 ra cái nhánh ống 27 ấy các bạn, nó không có cái vặn ấy đấy, nên là cũng không có, nên thất bại thôi. Đấy, đây tất cả anh em sẽ tháo hết ống ra nha các bạn. Và ống này thì mình sẽ lấy ra và sẽ làm đường ống cho ngô với gì cũng được nha các bạn. Ngô ấy, đây chảy một đường ống dài phục vụ cho tưới ngô cũng được bên kia. Đấy, tí mình sẽ lắp cho các bạn xem luôn. Và cái hệ thống này thì chắc chắn là không làm được như này nữa rồi. Chỉ có áp dụng ống này vào tưới ngô tự động nha các bạn. Tí mình làm cho các bạn xem. Và tất cả đà với gì thì nói chung là cũng không phí đâu, không bỏ tiền ra để mà vứt không đâu nha các bạn. Mình sẽ áp dụng vào làm rất là nhiều việc khác nữa. Đấy. Xong rồi. Toi rồi, thất bại rồi. Ai giời. Bây giờ là phải chờ tầm đó là 2 tuần nữa. Mình quyết định rồi là sẽ mua 20 cái béc AX22 chạy đường ống nguồn của nó là 76. Đấy, ống vải ấy các bạn. Đấy, để mà tưới theo béc thôi. Tưới béc thôi nha các bạn. Chứ không làm phun mưa hay gì nữa. Thì cũng có rất là nhiều bạn bảo mình đã trước rồi. Đấy, nên là mình nghĩ cũng đúng, nếu mà chảy ống này thì nắng mưa nó sẽ không được bền, tầm đó là 3 đến 4 tháng trời nắng như này là ống nó sẽ tự hỏng rồi, chứ không phải là 1 2 3 năm nha các bạn. 1 2 3 năm thì nó đỡ đi, để thay ống đường dầu ống với gì thì thoải mái. Đấy, mình phương án tốt nhất là chỉ có là béc thôi. Đấy, cái béc tưới bằng súng đấy các bạn, bắn đấy, là cái đấy là AX22 thì nó lực cũng mạnh. Đấy, từ đây đi bắn nước thì chắc là 16 mét. Đấy, 16 mét, 20 cái thì có thể tưới được hết tất cả trang trại ở khu vực này nha các bạn. Đấy. Thôi, bây giờ là đi lại chế cái đường ống tưới cho ngô cũng được. Đấy, cái này là thất bại rồi. Thất bại rồi. Buồn là buồn, ơi là buồn các bạn. Mất bao nhiêu ngày, 3-4 ngày. Ui, bên kia trang trại đốt kìa. Người ta đốt cái gì kìa. Đốt để làm cái gì các bạn kìa. Thất bại rồi. Đây này, mình chảy đường này cũng không được này. Chảy để tưới lúa ấy các bạn, cũng không được. Áp lực cái nguồn ấy, nó yếu quá. Áp lực nguồn nó yếu quá. Đây này, mình cũng mua tê các kiểu ấy,
Thế ở đường ống 27 này này, thường thường ấy là Việt Nam ấy nó sẽ có nhiều loại đấy cho mình chọn, nhưng mà bên này thì không có. Đây thường thường là như này nhá, cái này thì cái đường ống này nó sẽ là 76 đấy, 76 nhá các bạn. Vòi thì gọi là ống ống phi, ống phi đen đấy các bạn, ống phi nhựa màu đen đấy. Thì vòi này 76, ra nhánh như này, nhỏ như này là 27, nhưng mà bên này không có, không mua được. Đấy, mình quyết định là sẽ từ bỏ cái này để mà mua cái bé 22 nữa làm nhá. Ok, bây giờ là mình sẽ chế cái đường ống dành cho ngô nha các bạn. Đấy, ngô. Tưới tưới ngô cũng được. Cái này tưới tưới ngô cũng thoải mái luôn. Chảy xuống như kia luôn. Đấy. Lang như này. Trong thời gian ngủ trưa thì cho mình xin vài giây để quảng cáo nốt cái phần bò khô gà khô này nhé các bạn. Thì bò khô với gà khô thì mỗi thứ có đâu đó là tầm 10 cân nữa. Đấy. Thì mình bán hết đợt này là mình nghỉ đấy, nghỉ bò khô. Tầm đâu đó gần Tết là mình bán lại nha các bạn. Đây, đây là gà khô. Thì gà khô này là 500 gram, bao này 500 gram này, một giá là 150 nghìn. Thì số điện thoại các bạn liên hệ đặt hàng có thể liên hệ vào số điện thoại này này, 0349 này, 054 này, 628 này và 0349 500 628. Đấy, đây là gà khô 55 gram. Còn đâu đó là mười mấy cân nữa thôi. Đấy, mười mấy cân gà khô nữa nha các bạn. Các bạn mua ủng hộ mình để cho hết đợt này nha các bạn. Để gần Tết mình bán lại. Cái này là heo khô. Heo khô thì giá là 250 ngàn. Đấy, 55 gram. Đấy. Các bạn liên hệ vào hai số điện thoại này, đấy mình ghi dưới màn hình này, đấy và hoặc là đặt hàng qua fanpage Quang Linh Blog For cũng được nha các bạn, đấy ủng hộ mình bán hết đợt này là mình nghỉ gà khô bò khô đấy nha các bạn, gần Tết mình bán lại. Đây cái này là bò khô, cái này là mình ăn mất một nửa rồi, 55 gram nó nhiều lắm, một bao này luôn nha các bạn. Đấy là giá bò khô thì 450 nghìn 55 gram nha các bạn. Đấy. Cái này nhà làm, mẹ làm. Nhưng mà đợt này là mẹ không làm nữa. Mẹ đợi Tết rồi làm nha các bạn. Đấy, bán hàng bán cho vui thôi, chứ không phải là bán để lấy thu nhập nha các bạn. Bây giờ là nghỉ trưa một tí. Rồi là tí đi lắp đường ống ngô nha các bạn. Đấy, mình thất bại cái hệ thống phun mưa. Làm tầm đâu đó là 4 đến 5 cái thì được. Chứ còn làm nhiều là không được nha các bạn. Làm nhiều không được. Áp lực nước nó không đủ. Mà mình chế cái ống 76 ấy ra cái đầu vòi 27 đấy, không có đồ đấy, mình đi mua rồi không có đồ để lắp vào với các bạn nên là thất bại ở cái điểm đấy. Đấy phải chờ cái bé AK22 đấy, súng bắn này, súng bắn phun mưa ấy, để gửi sang đây thì lúc ấy mới thành công được nha các bạn. Đấy khó lắm, mệt, mất bao nhiêu tiền tiền ống mà gì luôn. Bây giờ là phải áp dụng vào cái ống đấy, chảy luống ngô đấy để mà tưới ngô tự động cũng được. Mình cũng không chắc chắn là 100% là nó sẽ thành công. Đấy, ít nước hay nhiều nước là do cái ống nguồn nha các bạn. Ống nguồn nó thấp thì lực nước nó ra rất là ít. Đấy, nếu mà có ống 76 ấy ra nhánh 27 với gì thì rất là thoải mái luôn. Và thôi, dù gì cũng như thế, thất bại thì mới biết được là như này như kia, sau đỡ phải vấp vào nữa nha các bạn. Đấy, nhiều bạn cũng góp ý cho mình nhưng mà góp ý hơi muộn đấy các bạn. Đấy, mình mua hết đồ mình làm rồi sau lên video thì tất cả mọi người mới góp ý nên là thành ra là không kịp để mà thay đổi cái đường ống ấy các bạn. Mình bây giờ nghỉ trưa một tí nha, rồi là 1:30 là mình đi ra lắp đường ống cho ngô nha các bạn. Ok, ngô thì cũng đã tốt như này đây này. Đấy, hiện tại bây giờ là rất là cần nước nên là mình tiền có ống đây không làm gì thì cứ ném vào trong luống ngô này này cho nó tưới nha các bạn. Đấy anh em thì lắp hệ thống xong đây rồi, có khóa vặn các kiểu nữa nha các bạn. Ê cuidado area ta entra tubo hay tao hago la ahí da tamba lateral después agua vasa tu du area sayu tamba. Đây, nối lại nha các bạn, nối lại. Đây, như là đàn bô lá đang nối này. Tí chỉnh lại hết ngô luôn này, lên luống lại đi chứ. Kiểu đắp lại các bạn, đắp hình hình tròn lại ấy.
Đây, nối bằng ống này nhé các bạn. Ống này này. Sau cột lại. Enter lại đi. Rồi là cột cột cái gì nhỉ? Adam mì cái gì mà không biết tiếng Việt nữa các bạn, chết rồi. Dây thép, thép ly. Ui giời. Nói được tiếng Bồ mà không nói được tiếng Việt. Chết rồi. Đây, mình chạy từ đầu kia sang đầu này luôn nha các bạn. Trước tiên là chạy tầm đâu đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ống. 8 ống dài như này nhá. Nếu mà áp lực mạnh thì mình sẽ cho thêm xuống như kia nữa nha các bạn. Cũng không, đừng làm nhiều quá. Bây giờ là mình sẽ không làm nhiều nữa. Cứ làm một tí một nha các bạn. Nếu mà ok rồi thì lúc ấy là mình sẽ cho thêm một tí, một tí, một tí, một tí. Đấy. Chứ làm một lần ùa một cái là chết ngay. Bây giờ mình cũng khiếp rồi. Ok, bây giờ để anh em lắp ống này, có gì tí mở nước thì mình sẽ quay nha. Ngô thì quá là tốt rồi. Ui, chết rồi. Này. Gãy hết ngô rồi. Ui, cuida rồi mê lưu giá. Gãy hết ngô này. Bây giờ là mình sẽ cho người dân lên luống lại như này nhá. Để tí nước mình nước hệ thống tự động ấy nó sẽ phun ra thì nước sẽ nó dự trữ vào rãnh nha các bạn. Đấy, nước nó sẽ ngập vào rãnh. Chứ để bằng phẳng như này là nước nó trôi hết đấy các bạn này. Đây không giữ được nước này. Đây. Như này là không giữ được nước nha các bạn. Phải lên luống như này này. Tí nước thì chắc là cho lên sâu một tí nữa. Nước nó sẽ chảy vào rãnh đây này. Hệ thống tưới tự động này không biết là bỏ dừa nắng như này thì khi mà trời nắng ấy thì chắc là ống này sẽ bị cong đi. Nói chung là cũng hỏng nhanh lắm. Ống này hỏng nhanh lắm. Cứ phơi nắng như này là hỏng nhanh lắm nha các bạn. Chứ không được bền lâu đâu. Hôm kia mình cũng tính là sai các bạn ạ. Rồi, để tí làm xong hết là mình sẽ mở để xem như nào nha các bạn. Nếu mà 8 ống như này thì chắc là sẽ mạnh thôi. Tại vì hai vòi mà. Đây, hai vòi như này mà. Áp lực nước nó cũng sẽ rất là mạnh. Đây. Nó sẽ là hai vòi như này nhá các bạn. Này. Hai vòi như này mà. Chắc là áp lực nước nó cũng sẽ mạnh thôi, chứ không phải yếu đâu nhá. Đấy, nếu mà được thì mình sẽ làm thêm bên kia nữa. Cho chảy một ống này nữa nhá các bạn. Mình chế là ba cái vòi này mà. Từ 76 mà ra 2 ra 3 cái 27. Kinh khủng. Ở Việt Nam thì nó là dễ mua đồ lắm. Đấy. Nhiều khi người ta mua xong ấy, người ta đến người ta lắp luôn ấy. Lắp hệ thống nước cho mình luôn ấy. Là mình không cần lắp đấy các bạn. Đấy. Ở Việt Nam ấy, bây giờ tiên tiến rồi, hiện đại rồi. Và nghề lắp ống hệ thống nước cho trang trại, cho nhà, cho vườn các kiểu. Người ta tự đến người ta tự lắp nha các bạn. Mình chỉ việc mua thôi. Đấy, trả tiền thôi. Còn ở bên này ấy, 100% là phải làm. Làm. Rồi đi kiếm từng đồ, từng ly, từng tí một để về chế nha các bạn. Chứ không phải đơn giản mà làm được đâu. Mình thì đang còn có tình trạng là ốm rồi. Ốm rồi. Bây giờ là mình và anh em sẽ mở vòi nha các bạn. Để xem như thế nào nhá. Mở một vòi này trước nhá. Rồi. Đây, mở một vòi này trước để chảy như thế nào nhá. Tí là đi chỉnh vòi sau nha các bạn. Rồi, cái này là nói chung là ở dưới kia là làm sao nhỉ, bị gì nhỉ? Để mở vòi này đó. Rồi, để hai vòi này để đi chỉnh nha các bạn.
Đây. Nước cũng ra được cái này. Ui giời. Cũng ướt nhèm này. Hôm kia mình bị ốm là vì cái này đấy các bạn. Đây. Ở dưới này là bị vòi đóng lại rồi. Ơi. Nói chung là cứ tạm tạm như này thôi, không có hơn đâu. À, phía trên thì chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn là phía dưới nha các bạn. Phía trên thì chắc chắn nó sẽ mạnh hơn phía dưới nha. Các bạn lưu ý là như thế ạ. Phía trên lúc nào áp lực nó cũng đẩy mạnh hơn là phía dưới này. Ui, phía dưới này nó chảy như này thì làm sao ăn thua gì. Nó phì, nó kiểu không phì đây các bạn. Phì kiểu như này. Bên này này. Các bạn nhìn lại phía trên kìa. Ở phía dưới này thì nó không ăn thua. Phía trên thì đẹp chưa các bạn? Phía trên này. Hoặc là một vòi nó chỉ ngắn được từng này thôi này. Ngắn đến đây thôi nha các bạn. Còn dài quá thì chắc chắn là ở dưới phần này là nó không bao giờ ra được nhiều nước nha các bạn. Thế thì toang rồi. Áp lực như này là quá mạnh rồi đấy. À, mình có một cách rồi. Cái phần trên này nó có đường ống các bạn này. Đấy. Là nó tiếp cận gần hơn đấy thì nó lực nó mạnh hơn nha các bạn. Còn phần dưới đấy là nó không tiếp cận nước, tại vì nước nó qua trên này rồi, trên này nó phịt ra hết nước rồi, dưới kia nó ít đấy. Thì mình sẽ làm một cái đường ống như thế này nữa, chảy phía dưới nha các bạn, chảy phía dưới rồi là dắt vòi để cho nó lực đẩy ngược lại nha các bạn. Nói chung là hai bên nó sẽ đẩy nước đấy. Dưới và trên nó sẽ đẩy nước lại và dứa thì chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn nha các bạn. Còn cái này, phần này này, nước nó mở đến đây là hết nước rồi. Đấy, phía dưới là không được bao nhiêu nữa. Đây, rồi, mình biết rồi, hiểu ra vấn đề rồi nha các bạn. À. Như này để mà nói thì cũng được, cũng ok. Nước nó chảy ngập cái rãnh này là cũng ok rồi. Đấy, phần dưới này này. Quan trọng là cái phần dưới các bạn này. Phải có cái đường ống đây này. Đường ống dưới này này. Đấy, chảy ngang như này nữa. Rồi là dắt vòi. Đấy, thì lúc ấy thì hai bên vòi nó ép vào nhau ấy. Thì lúc ấy nó sẽ đẩy ra được nhanh nha các bạn. Để mai mình đi mua ống nhiệt. Như này cũng ok rồi này. Nó cũng tưới được cây và xả vào luống nha. Đấy, khi mọi người lên luống là nước này này, nó sẽ chảy vào luống. Như này, các bạn như đây, đây này. Đấy. Tuy không được mạnh nhưng mà nước được cái là nó chảy vào luống thì đỡ phải vào xả nước ấy các bạn. Hơi nhẹ đi. Rồi để mình mở vòi thứ ba để xem như nào. Đây, phần phía trên này nó tiếp cận nước gần đấy các bạn. Nó phụt rất là đều mà đẹp. Phía trên thì nó phụt mạnh hơn phía dưới nhá. Tại vì phía dưới là
nước nó không qua đây nữa rồi. Đấy, nước qua dưới này ít rồi. Thế là nó sẽ giảm cái lực nước dưới này xuống nhá các bạn. Ở dưới này hầu hết là nước nó có một xí thôi, chứ không được nhiều. Đấy. Nước nó có một xí thôi các bạn. Phải có một cái vòi đấy chảy cho nó áp lực phía dưới này này. Đấy. Nước nó đẩy dồn hai bên thì may ra là nó sẽ mạnh được nha các bạn. Chứ phía trên nó lấy hết nước rồi. Đấy, còn phía dưới này thì nó phỉ ít lắm. Hầu như là không có. Phía dưới này thì cho nước chảy vào luống thôi nha các bạn. Đấy, nước chảy vào luống thôi. Đủ để chảy ngập cái luống nha các bạn. Đây. Phía bên này hầu hết là không có. Nước nó chỉ chảy lọt cái luống này thôi các bạn này. Đấy, chứ còn nó không tóe ra được như phía trên này. Đây, như phía trên này thì nó sẽ tóe ra mạnh hơn. Tại vì nước này nước đầu nguồn mà. Nên vì thế thì mình mới nói là sẽ chảy một ống phía dưới nữa để áp lực nó chèn nước hai bên, nó đẩy vào giữa thì lúc ấy nó sẽ mạnh đều cả trên cả dưới được nha các bạn. Phía trên này này các bạn thấy chưa, nước nó chảy phía trên này là quá mạnh. Đấy, nước dần dần là ngập luống này các bạn, nhanh lắm. Đây, phía bên này thì hầu hết là yếu luôn. Đây, phía bên này các bạn thấy chưa, nước hầu như không có, không phải là yếu nữa đâu. Đấy. Thôi như này là quá ok rồi nha các bạn. Đấy, như này là quá là tuyệt vời rồi. Áp dụng vào nước nhỏ giọt cũng được. Đấy, không phải là phun sương phun mưa nữa nha các bạn. Đây, cái này này, cái nào mà cũng như cái này là tuyệt vời các bạn này. Cái nào mà như cái này là cái tuyệt vời luôn đấy. Thôi ok, bây giờ để cho tưới đi, cho xả nước vào trong luống đi. Ngày mai là mình sẽ làm phần phía dưới nha các bạn, làm phần một cái đường ống như này này đấy, để dắt vòi phía dưới vào. Hai bên vòi nó đẩy, đấy, nó đẩy thì áp lực nó sẽ khác nha các bạn. Ok, thì nay lên là cũng áp dụng được cái ống này vào trong luống ngô nha các bạn. Không thì cũng phải vứt đi thôi, đấy. Không áp dụng được bên kia nữa, mà áp dụng được bên này thì nó cũng đỡ đi một cái khoản chi phí. Thì bây giờ bỏ cái này, bỏ ống nước này, thì không cần người đi tưới ngô nữa nha các bạn. Đấy, một tháng cũng đỡ bao nhiêu tiền. Ok. Thì video này là mình lên mình làm hệ thống nước tưới của ngô nha các bạn. Các bạn thấy ý kiến video này hay thì có thể góp ý cho mình, và cũng như là nghiên cứu giúp mình đấy, làm sao mà cái lực nước nó ra được như này. Đấy, cái máy này ống 76 hạ xuống 3.27 là nó cực mạnh đấy, áp lực nó mạnh lắm. Vì là phần trên này nó chiếm hết nước rồi, phần dưới là không còn nước nữa. Đấy, nên là ý mình nói là sẽ làm phần dưới đẩy nước lên cùng phần trên. Đấy, các bạn thấy ý kiến này được thì có thể comment cho mình biết nha. Ok, bây giờ là mình sẽ về để mà tiến hành nghiên cứu và chế tạo thêm nha các bạn.